Bang bang bang. Mũ phải đứng đi, giả bơ. Không, giáp, giáp là phải mũ phải đổi như này. Đấy. Đâu rồi như này không đúng. Rộng nhá. Đẹp trai xinh hãy bình thường kìa. Thôi bây giờ lên basic cho mọi người đi. Basic, basic, qua má nha mọi người. Qua má nha mọi người ơi. Qua má nha mọi người ơi. Hey. Mọi người ơi, basic này. Basic này, sản phẩm basic hôm nay voucher là còn bao nhiêu nhỉ? Kim, đưa cái kim cho chị basic đi. Mọi người ơi, mọi người có thể cho mình xem là basic TikTok shop đang trở giá bao nhiêu được không ạ? Đây là mấy màu. Basic, basic cho cả nhà, có 4 màu, màu trắng, màu đen, màu xám, màu xanh navy. Mình sẽ lên mang áo áo trắng này làm mẫu cho mọi người luôn nha. Đúng rồi. Đây, mua về là một cái gói bao như này này. Đóng kiện hàng rất là đẹp luôn. Đây. Rồi, để mang vào nha. Ở bên mọi người ơi, cái này là giá gốc là 339k này. Hôm nay có voucher các kiểu. Không biết mọi người mua được bao nhiêu nhỉ? 209 á? 153. 209 thì khoan đã mua nha. Khi nào xuống đầu rời đầu 2 thì mua nha mọi người ơi. Sản phẩm này là sản phẩm áo basic cho nên là nhìn rất là đơn giản. Còn 209, còn 159, 183. Ai đầu 1 thì mua nhanh giúp mình nha, chỉ có 30 sức thôi. Nhìn trên TV là nó như này này. Hip hop boy đây. Thu không ấy. Bluetooth connection successful. Cái này là sản phẩm áo mặc siêu thoảng mát hot nhất mà bất cứ ai cũng phải có nha. Mẫu basic mình đang mang đây mọi người ơi. Rất là đẹp, mẫu áo trắng, xám, đen, xanh navy. Đây, 4 màu luôn nha mọi người. Đủ size 95% nha. Là cotton, 5% làm từ spider. Rất là mát, co giãn 4 chiều. Đúng rồi. Bảo hành cho mọi người 90 ngày. Bảo hành lên là 90 ngày nha tất mọi người. Tất cả các sản phẩm nha. Bảo hành cho mọi người 90 ngày, tất cả các sản phẩm. 1m63 nặng 57 cân lấy cho em xem mờ nha. Ồ, còn 143 kìa. Thì nhìn theo ấy. Đấy, nhật lệ sang ấy là có phong cách mới ngay. Đẹp mà đúng không? Đây là cách bang 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 bang. Cái này mà không cấm trẻ con nhỉ, cho tư ti với lôi vào nhảy. À, Linh đang mặc size gì? Size L bạn ơi, mang cách size L, phong size cách L. Hip hop. Linh đang mặc size L nhá. Còn muốn mang body thì mang size M. Đúng rồi. Đây, mang size L nó rộng như này này, phải mang cái quần rộng như này nữa này. Đấy. Đấy. Muốn hip hop như này thì cứ mang size L nhá. Đấy. Số lượng thì còn rất là ít nha mọi người ơi, chầm tay là hết đấy nha. Thỉnh thoảng này kéo phải kéo lên như này đấy. Không, Linh là vừa đi vừa ôm quần nhá. Vừa đi vừa ôm quần không là bị tụt mất. Có 4 size nha, S, M, L, XL có 4 màu này. Trắng tinh, xám tiêu, màu đen và màu xanh than, xanh navy nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ rẻ luôn này, cực kỳ rẻ luôn. Giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu mọi người ơi, giá bao nhiêu mọi người mua được giá bao nhiêu ạ? À? Những ai mua được giá bao nhiêu comment lên cho mình biết nào. 70 cân lấy cho em xem M. À 70 cân size L đi, 50 cân lấy cho em xem M. À xin chút nhạc nhờ. Lát thế ạ, à, bình thường mà 199, 159, 199 cả. 159. Có 199k thôi nha mọi người mặt ơi. Mặt này chất, đúng rồi, những ai mà theo phong cách này mua áo size L nhá, mua áo size L như mình nhá. Với đóng cho mình một con quần kiểu là rộng tầm 40 phân. Đấy. QK hả?
mới like được một chút bắt người ta. À hình như Tiến Tô Ti cũng mang phong cách này đấy. Đúng rồi, anh Tiến Tô Ti mặc phong cách này. Tô Ti ơi, 1m6 nặng 58 cân, lấy cho em xem mờ nha. Mọi người ơi, hôm nay giảm cực kỳ rẻ luôn. Giá gốc là 339k nha. Hôm nay trúng penlay ngày hôm nay chỉ có 199k. Ai mà mới mua, mới bắt đầu mua TikTok ấy thì sẽ được giảm nhiều hơn. Hôm nay được TikTok hỗ trợ giá cho nên là mặc dù là hơi mệt nhưng mà vẫn lên like để bán cho mọi người. Anh Tiến mặc nghe nói là Tiến Tô Ti cũng mang phong cách này đấy. Mọi người ạ, à, cũng hay mang phong cách này, thấy quần to lắm. Đúng rồi, anh Tiến cũng phong cách này đấy. Còn bao nhiêu suất nhờ? Dạ, yeah, còn bao nhiêu suất? Em mặc size L, em đang mặc size L. Mang size L hết nha mọi người. Theo phong cách Hàn Quốc là phải mang size L. Size L hết. Nó phải to như này này. Ai mà to cao hơn thì lấy cho em size XL. 1m77, 82 cân lấy cho em size XL này. 58 cân thì mặc size L cho rộng, đúng rồi. Nay mới sinh nhật được trợ giá đấy. Đúng rồi, nay chỉ có hôm nay thôi mọi người nha. Chỉ có hôm nay mới rẻ về thôi cả nhà nhá. Duy nhất ngày hôm nay mới có giá 199k mà mọi người mua được cái áo 95% cô tông, 5% từ size spider là như này là không có. Không hề có trên thị trường. Chính xác. Khẳng định với tất cả mọi người một câu là như thế. Về chất lượng và chất vải của áo 199k không có. Nay TikTok shop hỗ trợ và cũng như là store sale. Vì bên lễ tổng là sang đây nên là mừng quá, nên là chơi với cả nhà như thế đấy. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nha mọi người, hôm chỉ nay thôi nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay, 199k mua cho cái áo budget này. Anh Tiền mặc size XL đi nhỉ. Nam Hoàng ơi, lấy cho anh Tiền Tô Ti size XL đi. Hoa hưởng dương ấy. XL, có đấy. Có đi mà anh có. Đấy, sao? Có. 1m68-64 cân lấy cho em size M này. 1m55. Đâu rồi? Nick của ông Linh nhiều người xem lắm cho nên là nhiều comment quá. 1m55-65 cân lấy cho em size M này. 1m62-58 cân nam thì lấy cho em size M luôn. Mà thích mặc form phong cách rồng rồng như Linh thì lấy cho em size L này. Áo này đẹp, chỉ mua 3 cái rồi. Em cảm ơn chị Mộc Mộc ạ. Ui, comment nhiều lắm mọi người. 1m60 cân lấy cho em size M. Size số ấy, ở trong giỏ hàng đều có nha mọi người. Đúng rồi. Những ai đặt hàng có thể lướt xuống phần nơi giới là sẽ có thông số chiều cao, cân nặng để chọn size chính xác. Và cái size này thì sai không phải là sai châu Âu nên là những người tất cả mọi người châu mua áo ở ngoài cửa hàng gì đấy thì áo sai giống nhau thôi. Bây giờ là comment sai quá nhiều mà không thể nào đọc được để tư vấn sai. Đúng rồi, bình thường là mình like ở Nick Quang Linh store là ít comment. Áo càng chặt càng đẹp luôn. Chính đúng sao? Rồi mọi người nhá, những áo này những ai mà thích mang bó cơ bắp thì lấy size nhỏ hơn, còn những ai mà thích theo phong cách K-pop, chủ tịch Linh đang mặc size L nha, sẽ mang là size L, size XL đấy. Mọi người hỏi người yêu mới của Linh à? Người yêu mới đấy. Có thể là Linh có người yêu cũ à? Tăng. Bay nào. Chỉ duy nhất ngày hôm nay mới có giá là 199k nha mọi người, cực kỳ rẻ cho nên là ai thích thì mua giúp em nha. Cái này là mẫu basic, trơn hết cho nên là rất là đơn giản nha. Mọi người nên mua từ 2 đến 3 chiếc đủ màu luôn, cho kiểu thay đổi ấy. Áo chất liệu là 95% là cotton, 5% sợi spandex cho nên là mặc mùa hè này cực kỳ mát luôn nha. Cực mát nha, mình còn 199k thôi cả nhà ơi. Chốt đơn nhanh. Thôi để 5 phút đi, để 5 phút tí qua mẫu luôn. Qua mẫu áo polo Linh Dương luôn. 5 phút cho mọi người chốt đơn để mình sẽ chuyển qua. Việt Nam bây giờ là 8:40. 8:40. 8:45 phút là mình qua mã basic nha mọi người ơi. Uống chút nước đi. Basic hả? Đang ấy basic. 5 phút mà, để cho mọi người 5 phút đấy. Để cho mọi người 5 phút để mọi người 199k là phải đóng hàng ngay, đóng gian hàng ngay, không thì chết đi, toàn đi. Mọi người ấy có thể comment mình tư vấn sai cho nha. Trong Đây. Đâu, mình đâu. Kính đâu? Kính đâu? Đây. Kính này luôn. Ngồi kính đen mà. Kính đen nhỉ? Có mà, có kính đen. Đâu, kính đen đó. Để lấy kính đen nha. Ông Tiền vừa đi vừa ôm quần. 199k cho
Đây, đây. Có 4 màu. Màu trắng này, màu trắng như em đang mang này, màu đen, màu xám, đây. Màu xanh navy. Xanh navy này. Rất là đẹp luôn. Chất vải 95% là cốt tông, 5% là sợi sơ ban đề. Sáng rất là đẹp. Tiêu này. So sánh sản tiêu và màu trắng tinh linh đang mặc này, mọi người ơi, có thể nhìn thấy sự pha khác biệt nha. 199k. Không bao giờ có cái giá này đâu. Ngày hôm nay TikTok shop thực chất là cảm ơn TikTok shop đã hỗ trợ giá cho mọi người như thế. Chứ thực chất là không có giá đấy đâu. Lần đầu tiên với cái giá là đầu 1 đấy nhỉ. 199k đấy. Tất cả sản phẩm quality store đầu toàn đầu 2 không. Đúng rồi. Mà bây giờ xuống đầu 1. 199k. Quá rẻ luôn. Nhưng ai mà chưa mua được thì nên mua ngày hôm cái nay. Cái này giá gốc là 339k nha mọi người ơi. Giá hôm gốc là 339k. Bọn em không bọn em thì đây. Em bay nào, bay nào, bay nào. Nhưng mà hả? Muốn kẻ mơ khỏa đấy chứ. Cho con giống lên tìm đấy chứ. Đây là mới là fan fan Hàn Quốc thôi. Đâu, nhưng đó mà, là các bạn đấy mà. Nhưng mà nghe bảo đây là con giáp thử 13 thật à? Ai? Ai? Sao lại thế? Em thấy trên mạng đồn là như thế. Nhưng mà đây là quần này là mới là dân ở ngoài bên ven Korea thôi. Đây mới gọi là thành phố. Thường thành phố này nó to hơn. Cái này nó hơi bé. Nó chỉ là huyện thôi. Đây mới là thành phố này. Ây da. Mẫu này mẫu lớn rồi mọi người. Hai ông này nhìn như đang mặc đồ đôi ấy mọi người. Đôi gì? Một cái là ven này, một cái là bẹn thành phố này. Đẹp không? Quân đẹp đấy nhỉ? Linh tụt quân. Quân khéo mai cũng để đi làm nông nghiệp để chơi cả bổ như này đi á. Cầm cuốc cái đi như này đi. Nhìn giống Alibaba biết. Alibaba. Đây này, phút cái này. Đâu còn 2 phút nha mọi người ơi, chỉ còn 2 phút nữa nha. 2 phút nữa. Buộc lại, rút lại không là bị tụt. Đây là cái quần này lúc nào mà thích ở ven thành phố cũng được, mà ngoài thành phố một tí cũng được. Đây, rút cái này. Đây là phong cách của ông Tiến Tuti nha mọi người. Giới thiệu các bạn DJ Tiến Tuti. MC. Quang Linh. Hôm nào đám cưới của mình với Nam Hoàng thì đây là DJ này và đây là MC này. Ủa, mà cái áo này với cái quần này hip hop ngon nhỉ? Đẹp. Mình hay thích mặc cái kiểu rộng như này các bạn. Thực ra em thấy anh hay mặc phong cách này đúng không? Đúng. Chính xác. Phong cách này. Cho nên bọn em phải làm cái này đấy. Đấy. Không phải là đơn giản mà thì em làm phong cách này đâu. Rapper. Bạn DJ là đánh ấy. Sắp xếp lại bạn DJ có khi lên nhạc nhá. Đâu nhở? Mọi người ơi, vừa xem vừa nhấn nút mua nha. Bạn lại cái đây năm này. Đăng kim đấy. Còn 199k thôi nha. Mọi người chờ đón anh Tiến Tuti chuẩn bị quẩy nhạc. 199k. 1m5 nặng 43 cân, lấy trên size S này. Trà xanh à? Trà xanh. Anh Tiến là trà xanh. Mọi người kêu anh là trà xanh. Để Tiến Tuti đánh DJ mình sẽ là MC. Đây, mời mời à, đây, uống bán đây. Uống chút nước này. Đây. Cái này John bán đi. Chỉ cần kéo nó thôi mà. À ok. Đây John bán đi rồi kéo lại. Bỏ đây không nhìn thấy. Không, kéo đằng sau. À, kéo đằng sau hả? Ok. Ok nha cả nhà ơi, hôm nay là nhiều chương trình cực hay, cực hấp dẫn, đánh bài thu cuối luôn. Thu cuối à? Khoan ạ. Để cho nó John. Đấy, mình mua bàn DJ sang chỉ để phục vụ cho bên store nha cả nhà ơi. Nó chỉ là cái công cụ để đánh công cụ thôi. Chứ còn bò lên thì kể xong đi sau này. Ok. Chất thật đấy mọi người ơi. Ai mà chưa biết mặc chồng em đâu là chồng em đâu. 199k. Đó là mọi người áp mã voucher rồi, nó mới rẻ như thế. Thực chất nếu mà không có TikTok shop hỗ trợ thì sẽ không có cái giá đấy. Quality Store sẽ bán giá cao hơn. Tại vì áo này áo chất lượng mà. Áo sản xuất là hàng nghìn luôn đấy. Chất lượng áo nhà Quang Linh Store, chất lượng cotton hay là
đứng đầu Việt Nam luôn nha. Mình tin chắc nha, mình tin chắc là chất lượng ấy là đầu Việt Nam luôn. Những cái ai mua về mà mua về mình qua lên store bảo hành cho mọi người trả 90 ngày mà 90 ngày mọi người nghĩ đi, 90 ngày mua một cái áo 199k mà mang nó kiểu bị co giãn hay gì, hay kéo này. Nó bị co giãn. Nó kiểu giãn ra đấy, giặt nhiều nó giãn ra, nhưng mà cái này giặt càng đẹp. Cái này là, cái này 199k. Là unisex nha mọi người, cả nam cả nữ. Ở trong cửa nha. Hàng ấy là mọi người ấn vào cửa hàng nhá, là ấn vào cái áo ấy thì nó sẽ hiển thông số size với gì ở trên đấy. Mọi người comment size đây thì em sẽ không đọc được kịp, nên là sẽ không trả lời được. Mọi người yêu cầu bài gì thì để mình nói cái công ty đánh cho mọi người xem. Này đầu tư xịn sò. Đầu tư xịn sò á. Giặt máy ok nha mọi người. Đấy, mọi người. Dây, mọi người có lấy thể cái dây lột, cái mặt trong này ra xong rồi giặt nhá. Lấy cái dây đây này. Đó gặp được tiền rồi. Kể mọi người thu cuối đi anh kìa. Ok ok. Bằng. Các bạn đợi mình tí nhá. 1 mét. Đâu 1 mét đâu rồi? Ui comment nhảy nhanh lắm mọi người ạ, mình không đọc kịp ấy. Không cần tư vấn sai đâu, mọi người tự biết mà. Vào trong cửa hàng mọi người đặt hàng ở dưới là có cái bảng của size luôn mà. À đúng rồi, bảng của size. Đúng rồi. Mình chỉ trả lời ấy thôi. 1000 sản phẩm rồi á, làm gì có. Không có đâu nha mọi người ơi. Chắc là cái đó là 1000 sản phẩm đã bán rồi. 1 mét 57 60 cân thì lấy cho em xem M nha. Đây, đủ size S, M, L, X, L, 4 màu, màu trắng, màu xanh navy này, màu đen, màu xám. Đấy. Màu xám tiêu này xinh cực kỳ luôn nha. Linh ơi, lần đầu tiên luôn nha. Lần đầu tiên mà kiểu đang đủ size này, đủ màu này, mà lại còn được 199k. Cái giá bình thường của nó là 339. Và hôm nay được Tito Shop hỗ trợ cũng như là bên Holy Store Sale là còn xuống còn 199 nữa. Và cái Tito Shop hỗ trợ là bọn mình là không mất gì cả và các bạn không mất gì cả, nên là giá nó rẻ như thế. Đấy. Cái đó là sao mà được hỗ trợ? Hả? Bình thường là các viên like của Linh là đều đạt chỉ tiêu của TikTok đưa ra. Uy tín quá rồi. Uy tín cho nên là mọi người hãy like và share cho Linh nhiều nhiều vào thì mấy cái live stream đằng sau ấy thì sẽ được hỗ trợ thêm hơn là hôm nay nha. Cho nên là mọi người nhanh tay đặt hàng ấy nha, đủ size S, M, L, XL có 4 màu cho mọi người chọn. Yo. Nhà phim này đề nghị các bạn đi ra ngoài. Những ai đã học qua đi xem rồi thì đi ra ngoài không xem, tại vì xem chương trình này sợ các bạn ói ra máu ấy. Cái này là nghiệp dư nha mọi người ơi. Xin giới thiệu tất cả mọi người.